xin thân ái kính chào quý khán thính giả của Thái Bình TV Online. Thưa quý vị, sau đây Thúy Uyên xin gửi đến quý vị một tử vi phương Đông, là tử vi hàng tuần, tuần lễ từ mùng 1 tháng 6 2012 cho đến mùng 8 tháng 6 2012. Thưa quý vị, sau đây là cho những quý vị tuổi giáp tuổi Tý, tức là tuổi Chuột, giáp Tý 29 tuổi. Tài chánh có nhiều điều phải lo lắng vì những sự việc dồn dập, nhưng rồi cũng giải quyết đâu vào đó cả. Những quý vị Nhâm Tý 41 tuổi phải thật bình tĩnh và sáng suốt để giải quyết công việc, chưa nên hùng hạp lúc này, kẻo dễ đưa đến thất bại não nề. Tài lộc có may mắn nhỏ. Canh Tý 53 tuổi gặp nhiều thuận lợi trong công việc làm ăn, cẩn thận thật nhiều khi hùng hạp, kẻo dễ bị gây xích mích, cùng dễ bị lường gạt. Chuyện trong gia đình nên khéo léo dàn xếp, kẻo chuyện bé sẽ ra to. Quý vị nên để ý. Những quý vị tuổi Mậu Tý 65 tuổi có tin vui về công việc cũng như con cái đã hòa thuận trở lại, tài chánh tương đối thoải mái. Giao thiệp với người ngoài cần phải cẩn trọng lời nói, kẻo dễ bị hiểu lầm. Quý vị nên cẩn trọng nha quý vị. Đây là cho những quý vị tuổi Sửu, tuổi Châu. Ất Sửu 28 tuổi có tin vui về công việc đang dự tính làm ăn. Chuyện bạn bè không được tốt hãy để qua một bên, chớ bực mình, chỉ làm cho mình thêm mệt mà thôi. Có quà tặng bất ngờ, thưa quý vị, chúc mừng quý vị có quà tặng bất ngờ đó nha quý vị. Đây là cho những quý vị tuổi Sửu, là tuổi Châu. Quý Sửu 40 tuổi, công việc đang gặp trở ngại, lại có quý nhân tận tình giúp đỡ, gỡ được sự rối rắm. Tài chánh ổn định, cẩn thận trọng về mặt đối ngoại, kẻo dễ bị sự hiểu lầm gây tai tiếng. Thưa quý vị, cho quý vị, những quý vị Tân Sửu 52 tuổi có niềm vui bất ngờ về tài chánh, những món tiền không trông đợi tự dưng lại được. Nghề nghiệp đang tiến triển một cách khả quan, lưu tâm đến sự giao tiếp với bạn bè, xin quý vị lưu tâm nhé. Những quý vị Kỷ Sửu 64 tuổi, những sự trở ngại đã bớt lần lần nhưng cũng còn làm nhức đầu đôi chút. Phải chi phí những chuyện chẳng đặng đừng, nhưng lại có may mắn về tài chánh tuy không nhiều lắm. Đây là cho những quý vị tuổi Dần và tuổi Cọp. Bính Dần 27 tuổi, tại nơi làm việc có những việc, sự việc xảy ra một cách không đâu gây hiểu lầm, tâm tình không vui, tiền bạc hao phí những chuyện không đáng. Những quý vị tuổi Giáp Dần 39 tuổi, nghề nghiệp hơi bị đình trệ chút ít nhưng cũng chưa phải lo lắng. May mắn nhỏ về tiền bạc bất ngờ, cẩn thận về lời ăn tiếng nói khi giao thiệp, kẻo dễ bị hiểu một cách méo mó. Quý vị nên cẩn thận. Đây là cho quý vị tuổi Nhâm Dần 51 tuổi. Đừng để những chuyện rạn nứt trong gia đạo trở nên căng thẳng hơn, sẽ có nhiều điều không hay, cần tìm hiểu để thông cảm lẫn nhau. Tài lộc thì vẫn thoải mái, thưa quý vị. Đây là cho tuổi Canh Dần 63 tuổi. Nghề nghiệp vẫn vững chắc và tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp. Tài chánh ổn định, thoải mái, ưu tư về chuyện của con cái nhưng sẽ qua được một cách êm xuôi, thưa quý vị. Đây là cho những quý vị tuổi Mão, tuổi Mèo, thưa quý vị. Đinh Mão 26 tuổi nên tỏ ra vui vẻ và bỏ hết những ấm ức trong lòng để cho đầu óc nhẹ nhàng. Trong nghề nghiệp có sự hên may bất ngờ vì có quý nhân tận tình giúp đỡ, xin chúc mừng quý vị có quý nhân giúp đỡ nha quý vị. Đây là tuổi Ất Mão 38 tuổi, phải lo lắng, ưu tư suy nghĩ nhiều về những công việc xảy ra liên quan đến chính quyền. Tài chánh ổn định nhưng lại phải hao tốn nhiều, thưa quý vị. Đây là cho quý vị tuổi Quý Mão 50 tuổi. Có sự kèn cựa cạnh tranh tại nơi làm việc hiện tại gây bực mình. Tài lộc có những viễn vọng thật khả quan. Thưa quý vị, cho những quý vị Tân Mão 62 tuổi, nghề nghiệp hiện tại vẫn tiến triển đều đều, chưa nên nghĩ tới những sự thay đổi công việc lúc này vì chưa hẳn đã được thuận lợi.
Lưu tâm nhiều về xa cổ cùng kẻ tiểu nhân. Thưa quý vị nhớ lưu tâm quý vị nha. Và đây là cho những quý vị tuổi Thìn, tuổi Rồng. Mậu Thìn 25 tuổi, mọi sự hiểu lầm của những người xung quanh cũng như những người thân trong gia đình đã được đã thông, nên tinh thần cực kỳ vui vẻ. Đây là cho những quý vị tuổi Bính Thìn 37 tuổi. Chuyện tình cảm bị một vài xáo trộn nhỏ do ngoại lai đưa đến khiến tinh thần không được vui, nên dồn tâm trí vào sự làm việc sẽ quên được. Tài lộc tương đối ổn định. Những quý vị Giáp Thìn 49 tuổi, có những tin vui cho công việc hiện tại, nên sắp xếp hệ thống hóa lại và khai triển sẽ đưa đến sự thành công ngoài ý muốn. Tài lộc khả quan, lưu tâm nhiều về xe cộ, thưa quý vị. Nhâm Thìn 61 tuổi, vẫn có những sự hên may nho nhỏ trong công việc, tuy thế chớ liều lĩnh. Quyết định những chuyện không chịu suy nghĩ thật kỹ càng trước sẽ gây tổn hại đó, sức khỏe hơi kém. Quý vị nên suy nghĩ kỹ càng nha quý vị. Đây là cho tất cả quý vị tuổi Tỵ, tuổi Rắn thưa quý vị. Kỷ Tỵ 24 tuổi, nên trầm tĩnh hơn nữa. Sốc nổi quá chỉ mang lại những điều không lợi cho bản thân. Bạn bè chưa hẳn là tốt cả đâu, cần phải lưu ý khi giao thiệp, quý vị cần lưu ý nha. Cho quý vị tuổi Đinh Tỵ 36 tuổi, cần mềm mỏng hơn nữa, lùi một bước mới có thể giữ được hòa khí trong gia đình cũng như trong tình cảm. Tài chánh có nhiều tin tức vui vẻ cũng như rất thoải mái, thưa quý vị. Cho những quý vị Ất Tỵ 48 tuổi, tuy vẫn còn có những trục trặc về công việc nhưng đã bớt nhiều nên tinh thần đỡ căng thẳng. Thời gian này có may mắn bất ngờ do quý nhân đưa đến, giải quyết được nhiều chuyện khó khăn. Cho những quý vị tuổi Quý Tỵ 60 tuổi, nhắc đến Quý Tỵ thì năm sau cũng là năm Quý Tỵ rồi, thưa quý vị. Vậy là quý vị cũng đã trải qua, năm sau là quý vị trải qua 60 năm cuộc đời rồi. Thì tôi xin chúc cho quý vị thêm 60 năm cuộc đời nữa, quý vị đồng ý không ạ? Những vị mà tuổi Quý Tỵ này ấy là rất là sướng, sướng tràn Quý Tỵ luôn đó. Là quý vị có tuổi Quý Tỵ này ấy là cuộc đời luôn may mắn và gặp nhiều sự thuận lợi hơn những tuổi khác đó quý vị. Quý Tỵ 60 tuổi là chớ ôm đồm chuyện người nhiệt tình quá, khiến mọi người xung quanh hiểu lầm lòng tốt của mình. Gia đạo có một vài phiền muộn nhỏ, tài lộc may mắn đến bất ngờ. Xin chúc mừng quý vị có tài lộc nha quý vị. Tuổi Mậu Ngọ 35 tuổi, cho tất cả những quý vị tuổi Ngựa. Mậu Ngọ 35 tuổi là tình cảm có những niềm vui đến một cách bất ngờ. Tuy vẫn bị những kẻ ganh ghét nói xấu, đâm chọt nhưng chớ để ý làm chi. Mọi sự việc sẽ êm cả, tài chánh ổn định. Bính Ngọ 47 tuổi, đã giải quyết được phần lớn những bất đồng trong gia đình. Mọi sự việc đã trở lại bình thường, có hên may nhỏ trong công việc cũng như về tài chánh. Cho những quý vị tuổi Giáp Ngọ 59 tuổi, công việc dồn dập phải nỗ lực thật nhiều, tuy nhiên kết quả đạt được thật khả quan. Tài chánh có nhiều may mắn, cẩn thận nhiều về xa cổ, thưa quý vị. Đây là cho những quý vị tuổi Nhâm Ngọ 71 tuổi, vẫn phải lưu tâm về sức khỏe, việc làm vẫn ổn định nên để ý tới kẻ tiểu nhân dòm ngó. Tài chánh có may mắn nhỏ, thưa quý vị. Đây là cho những quý vị tuổi Mùi, tuổi con dê đó thưa quý vị. Kỷ Mùi 34 tuổi, việc làm có những may mắn bất ngờ, tuy nhiên chưa thay đổi công việc lúc này, tài lộc thoải mái. Cho những quý vị tuổi Đinh Mùi 46 tuổi, có một vài sự bực mình nơi làm việc, đừng để ý tới, để cho tinh thần thanh thản hơn. Tiền bạc có may mắn nhỏ, cẩn thận thật nhiều về xa cổ, quý vị nên cẩn thận về xa cổ nha quý vị. Cho những quý vị Ất Mùi 58 tuổi, đã bớt nhiều những khó khăn trong công việc đang làm, tuy còn vài trở ngại nhỏ nhưng không đáng kể, tài lộc đang có cơ hội thăng tiến quý vị. Đây là cho những quý vị tuổi Quý Mùi 70 tuổi, hanh thông nhiều trong công việc làm ăn, tính toán chuyện làm ăn mới hoặc đi xa đều thuận lợi tốt đẹp.
Tuy nhiên, cẩn thận nhiều về giấy tờ liên quan tới pháp luật. Xin quý vị cẩn thận nha quý vị. Và đây là cho tất cả những quý vị tuổi Thân là tuổi Khỉ đó thưa quý vị. Canh Thân 33 tuổi, chuyện tình cảm vẫn còn rắc rối. Nên bình tâm, mọi sự việc sẽ trở nên tốt đẹp. Tài chánh hanh thông và có những cơ hội tốt đẹp mang đến. Cẩn thận xa cộ. Cho những quý vị tuổi Mậu Thân 45 tuổi, có nhiều cơ hội tốt đẹp mang đến trong nghề nghiệp hiện tại. Chuyện tình cảm còn nhiều rắc rối, cần giải quyết cho em đẹp, tài lộc khả quan. Tuổi Bính Thân 57 tuổi, vẫn tiến triển đều trong công việc theo chiều hướng thuận lợi. Con cái học hành tiến bộ, nên để ý chuyện giao du cùng lái xe của chúng. Quý vị nên để ý nha. Tuổi Giáp Thân 69 tuổi, mọi sự việc đều tiến triển khả quan. Gia đình có nhiều hỷ sự mang đến. Chúc mừng quý vị nha. Đừng có cho ai mượn tiền, vì đây là một món nợ khó đòi. Quý vị nhớ đừng cho ai mượn tiền nha quý vị. Đây là cho tất cả những quý vị tuổi Dậu, tuổi Gà đó quý vị. Tân Dậu 32 tuổi, trở nên lo lắng thái quá về chuyện rủi ro xảy ra. Sẽ có quý nhân tận tình trợ giúp. Hãy chọn bạn mà chơi để tránh sự rắc rối sau này. Tài lộc thoải mái, cẩn thận về xa cộ. Quý vị nhớ chọn bạn chơi nha. Kỷ Dậu 44 tuổi, công việc làm vẫn ổn định. Mặc dù cũng có những khó khăn xảy đến. Tài lộc tốt đẹp, chuyện tình cảm nên tương nhượng nhau để giữ hòa khí thưa quý vị. Đinh Dậu 56 tuổi, lo lắng quá về tiền bạc đưa đến sự căng thẳng không có lợi cho sức khỏe. Cứ bình tĩnh, mọi việc sẽ đâu vào đó, mang lại sự ổn định mà thôi. Đây là cho những quý vị tuổi Ất Dậu 68 tuổi. Bớt được những sự rắc rối, xáo trộn trong gia đình, tinh thần bớt căng thẳng. Việc làm ăn và tài lộc vẫn tiến diễn một cách khả quan. Có tin vui từ xa, thưa quý vị. Quý vị nhớ nha, quý vị có tin vui đó. Đây là cho những quý vị tuổi Tuất, tuổi Chó đó thưa quý vị. Nhâm Tuất 31 tuổi, việc làm tuy bận rộn nhiều nhưng bù lại có những kết quả đạt được đáng khích lệ. Tài lộc có nhiều hơn may, chớ quá nóng giận. Quý vị đừng nên nóng giận quá nha quý vị. Canh Tuất 43 tuổi, phải di chuyển nhiều trong công việc hiện tại, đừng ước vọng cao quá mà thất vọng. Cứ để mọi sự tiến triển một cách tự nhiên, đỡ mệt mà kết quả được đạt được tốt đẹp. Cho những quý vị tuổi Mậu Tuất 55 tuổi, nên giải quyết một cách phân minh để khỏi bị mang tiếng xấu cho mình. Nghề nghiệp đang ở thời điểm thuận lợi, tài chánh đỡ phải lo lắng, gia đạo bình an. Tuổi Bính Tuất 67 tuổi, nên hòa mình với con cái, đừng tỏ ra khó tính khắc khe quá, chỉ gây thêm sự rạn nứt. Chuyện làm ăn tiến triển một cách chậm chạp nhưng không có gì phải lo. Đây là cho những quý vị tuổi Hợi, tuổi Heo đó thưa quý vị. Quý Hợi 30 tuổi, chuyện tình cảm đã tạm ổn, nghề nghiệp hiện tại chưa có gì, nhưng cũng đã hanh thông hơn thời gian qua, tài chánh thoải mái. Những quý vị Tân Hợi 42 tuổi, tiền bạc có may mắn nhỏ, công việc làm ăn tuy có khó khăn đôi chút, nhưng sẽ có quý nhân tận tình giúp đỡ. Cẩn thận kẻ tiểu nhân mưu hại, quý vị nhớ cẩn thận nha quý vị. Tuổi Kỷ Hợi 54 tuổi, tài chánh tương đối khá, nhưng cũng phải hao tốn nhiều về những chi phí bất thường. Để ý đến những sự giao du với bạn bè của con cái, quý vị nhớ để ý nha quý vị. Đây là tuổi Đinh Hợi 66 tuổi, đã giải quyết êm đẹp những rắc rối trong gia đình. Lưu tâm nhiều đến vấn đề sức khỏe, cũng như về xa cộ, có tin vui ở xa tới. Thưa quý vị, đó là tất cả 12 con giáp mà Tú Uyên vừa mới gửi đến cho quý vị. Sau đây Tú Uyên xin gửi đến quý vị